Bây giờ mình sẽ test với tải nhé. Ví dòng ở đây là đang 0A này. Mình sẽ giảm xuống test với cái tải 5V trước. Đây mình có một cái quạt là 5V DC. Test xem là dòng của nó là bao nhiêu. Mình sẽ cắt cái đồng hồ này đi. Về áp là chúng ta đã đo là nó tương đối là chính xác rồi. Bây giờ mình sẽ đo tên các tải khác nhau. Tải đây. Các bạn thấy quạt quay mà. Dòng của nó là 0,2A. Dòng 0,2A đúng không ạ? Đối với cái tải 5V. Ok. Bây giờ mình sẽ tăng điện áp lên test với tải 12V. Các bạn thoải mái tăng điện áp mà trong ngưỡng nào cũng được hết. Mình sẽ tăng lên 12V. Ok. Bây giờ mình sẽ test với cái tải. Đây tải này là nó ghi cho mình là 12V 0,15A nhé, mình sẽ test luôn nhé. 0,15A xem có đúng nhé. Đấy quạt quay các bạn. Đấy 0,10 15A các bạn. Đang dao động. Chào các bạn, chủ đề tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ các bạn cách tạo một cái mạch giống như là một cái nguồn đa năng này. Có thể thay đổi được điện áp từ 0, cái này tối đa là 15V và dòng tối đa là 1A. Cái nguồn của đề tài hôm nay chúng ta sẽ tạo điện áp từ 0 tới 20 25V, 25,5V. Mục đích của cái mạch này, cái mạch của cái bộ bộ nguồn này là cung cấp chúng ta một cái điện áp cần thiết cho quá trình sửa chữa mạch điện tử. Khi chúng ta đo đạc thì với cái dòng lớn hơn ngưỡng cho phép, giống như ở đây là 1A thì nó sẽ ngắt. Đấy. Nó sẽ ngắt bảo vệ không làm hỏng mạch của chúng ta. Và nó hỗ trợ chúng ta là dò cái mạch trong quá trình một số con IC nó bị chập, thì khi chúng ta cấp cái nguồn vào và cái dòng nhỏ hơn 1A thì IC nó sẽ nóng lên và giúp ta phát hiện được ra là IC nào bị chạm chập để phục vụ quá trình sửa chữa nó nhanh chóng hiệu quả. Cái câu hỏi đặt ra là lúc chúng ta không có mang được cái đồng hồ này đi vì nó lớn, cái bộ nguồn này đi nó cồng kềnh lớn, thì chúng ta buộc phải có một cái thiết bị tạo nguồn điều chỉnh được để phục vụ quá trình sửa chữa tại gia đình của khách hàng. Thì đây là những cái vật dụng mà chúng ta cần chuẩn bị trong quá trình làm này. Thì chúng ta sẽ tạo một sẽ có một cái hộp để đựng toàn bộ cái mạch, chúng ta sẽ nằm trong cái hộp này, sẽ nằm trong cái đang lấy cái hộp nối điện, nó sẽ nằm trong này. Chúng ta sẽ chuẩn bị một màn hình LCD 20x4. Đấy, nó sẽ hiển thị kết quả là điện áp, dòng điện và các cái chức năng mà mình sẽ viết chương trình cho nó. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một bo mega hoặc là nano hoặc là uno gì đấy. Thì các bạn, đây mình có một số bo như đây, bo mega mega 2550 bo này, hoặc là sử dụng bo uno hoặc là nano hoặc là micro, tất cả đều được cả. Các bạn chọn lên một bo. Sau đấy là chúng ta sẽ chọn nguồn cung cấp cho nó. Chắc chắn là phải có pin đúng không ạ? Vì mình không không dùng sử dụng điện 220V trực tiếp thì nên có pin. Đây mình có một số con pin, nó công suất con này là 4.200 mAh. Con này là 5.000 mAh, con này thì dày hơn, nhưng mà con này thì mỏng nhưng mà dẹt. Đấy. Một số con khác thì quan trọng là mình sẽ bỏ sao cho nó vừa trong cái hộp này. Đấy, con 4.200 này nó lớn hơn trước với hộp thì chắc là mình không dùng được. Mình sẽ dùng cái phiên bản sau, phiên bản nó lớn hơn. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng cái con 5.000 em bé này, nó lọt tỏng này luôn. Đấy là lắp cái LCD lên đây. Tiếp theo là mình sẽ phải có bo điều khiển này. Cái này nó cũng vượt kích thước rồi. Và mình sẽ lấy Uno cho phổ biến. Uno nó cũng nằm lọt trong này luôn. Rồi Uno. Và sau đấy là chúng ta sẽ dùng cái mạch tăng giảm áp này. Mạch này có công suất là 2A. Cái bộ này của mình nó chỉ có 1A thôi này. Còn đây nó sẽ tăng được lên cái dòng 2A, 25V. Thì có nghĩa là công suất của nó sẽ rơi vào tầm 50W tối đa. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ cần một cái điện trở xăng, điện trở này để đo được cái dòng. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào phần hướng dẫn các bạn thực hiện nhé. Vậy là vì cái thời gian mà mình thao tác nó cũng mất khá nhiều thời gian về làm phần cứng. Cho nên là mình đã không quay trong quá trình mình làm để tiết kiệm thời gian các bạn. Thì lát nữa mình sẽ xem một trên cái sơ đồ trên máy tính cách đấu nối như nào. Đây cái viên pin mình chọn lựa đây, viên này có công suất mình nghĩ là phù hợp hơn so với hai viên pin kia. Rồi ở đây thì mình sẽ kết nối một cái đường cổng sạc. Đây là cổng sạc của pin, khi mà hết thì chúng ta sẽ cắm sạc ở đây. Tiếp theo là đây là cái bo xử lý. Mình dùng cái bo Uno
R3 thôi, đơn giản thôi. Ở đây sẽ có một công tắc nguồn, công tắc nguồn này để bật này. Đây là cái hai cái này là lấy giá trị dòng quy đổi về áp để đưa vào chân A1 đây. Đó, chân A1 đấy các bạn. Còn chân A0 này thì mình đang lấy tín hiệu áp đầu ra đây, quy đổi về maximum bằng 5V. Đấy, quy đổi thông qua cái biến áp này để mình quy đổi điện áp, vì tại vì bo xử lý của mình nó chỉ xử lý điện áp là tối đa là 5V. Đấy, còn nếu mà lớn hơn thì nó sẽ sinh ra là vấn đề về về quá áp thì nó sẽ hỏng cái bo này. Nên mình sẽ chỉ điều xuống bằng cái chiết áp này. Còn ở đây là cái bộ chỉnh áp trực tiếp vào cái bo tăng mạch tăng giảm áp này, với hai cái chiết lưu. Hai cái tiết lưu này thì một cái là tinh chỉnh, một cái là chỉnh thô. Đấy, mình kết hợp đồng thời. Rồi sau cái đấy thì mình sẽ đưa ra hai ngõ ra đây, cộng và trừ đây để đưa ra sử dụng. Hai ngõ ra cộng trừ này mình thì hoàn toàn có thể mình cắm được bằng các cái chân dắt đồng hồ này các bạn. Mình cắm bình thường. Đây, mình cắm vào đây. Đây trên cái đồng hồ này của mình cũng đang dùng đúng cái chuẩn này luôn. Cái dắt cắm này. Chắc dắt này, mình không cắm được tiếp đây, mình thích cắm kiểu này nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Ok, thì bây giờ mình có thể đóng hộp cái này lại. Cái giao diện, cái giao diện của nó nên là đã xong xuôi gọn gàng rồi. Mình sẽ đóng hộp nó lại và bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn tiếp theo là viết chương trình. Viết chương trình của nó. Ok, cái hộp chúng ta nhìn rất là đẹp. Bật nguồn lên và xoay cái núm này để tăng, để thay đổi điện áp. Đấy. Và mình đã thiết kế luôn cả cái cổng nạp chương trình đây. Mình sẽ đổ chương trình vào vị trí này. Mình đang lắp được, lắp qua đây. Đây có cái cổng USB đây để cắm đổ chương trình. Okay, đây là phần sạc của nó. Đây sẽ có cái sạc này, nó sẽ có cái điện áp đầu ra là 4,2V, 500mA, sạc trực tiếp vào pin luôn, nó không cần mạch. Thì cái này thì mình có thể thiết kế nó theo kiểu ba chân này để chống cắm ngược. Cái khi mình cắm ngược đi chẳng hạn như này, thì đèn đây nó sẽ không sáng lên và không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi mình cắm đúng này, thì cái đèn đây nó sẽ sáng lên và màu xanh thì có nghĩa là đã kết nối thành công. Và khi mình cắm vào sạc, mình cắm vào cổng sạc đây, thì mình sẽ đọc ở đây màu đây. Nếu màu đỏ thì đang sạc, màu xanh thì đã sạc đầy. Thì ở đây mình đã sạc đầy cái viên pin này rồi, nên là đang báo màu xanh. Ok, thì đây là phần sạc, nếu hết pin mình sẽ sạc ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái phần tính năng của nó nhé. Đây là có cái phần cộng trừ đầu ra đây, mình sẽ cắm dùng cái dây đồng hồ mình cắm vào. Đây có hai dây mình cắm, dây đỏ và dây xanh cắm vào. Sau đó, logo của nó này. Bây giờ mình sẽ test cái điện áp đầu ra. Mình sẽ test điện áp đầu ra các bạn xem nha. Đây, hai quay đo đây, quay đỏ đấu vào đỏ. 5V các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ tăng thử này. Đấy các bạn thấy nó. Mình sẽ bật này đây các bạn xem. Nó có sự, mình sẽ tăng maximum này, tăng hết cỡ này. 28. Bên này là 27,665. Bây giờ mình sẽ test với tải nhé. Vì dòng ở đây là đang 0A này. Mình sẽ giảm xuống test với cái tải 5V trước. Đây mình có một cái quạt là 5V DC. Test xem là dòng của nó là bao nhiêu. Mình sẽ cắt cái đồng hồ này đi. Về áp là chúng ta đã đo là nó tương đối là chính xác rồi. Bây giờ mình sẽ đo tên các tải khác nhau. Tải đây. Các bạn thấy quạt quay không ạ? Dòng của nó là 0,2A. Dòng 0,2A đúng không ạ? Đối với cái tải 5V. Ok. Bây giờ mình sẽ tăng điện áp lên test với tải 12V. Các bạn thoải mái tăng điện áp mà trong ngưỡng nào cũng được hết. Mình sẽ tăng lên 12V. Ok. Bây giờ mình sẽ test với cái tải. Đây tải này là nó ghi cho mình là 12V 0,15A nhé. Mình sẽ test luôn nhé. 0,15A xem có đúng không nhé. Đấy, quạt quay các bạn. Đấy, 0,15A các bạn. Đang dao động. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái tải 24V. Đây, tải này là 24V 0,0 bao nhiêu nhỉ? 0,24A, cái này bị lấp. Đây ạ. Mình sẽ thử các bạn xem nha.
cái này bị cái này sẽ tăng điện áp lên 24V. 24V. Đây vào. Đấy, 24. Bây giờ mình sẽ cấp luôn vào cho nó chạy. Ok các bạn. 0,26A. 0,25A. Ok các bạn. Như vậy cái nguồn của mình nó hoàn toàn đáp ứng được với tất cả các tải. Mình tăng đủ, mình có thể tăng tối đa lên tới 27,65V. Vậy thì làm như thế nào để cho cái bộ nguồn của chúng ta nó gọn gàng, di chuyển, đi sửa chữa ở khắp mọi nơi hiệu quả, thì chúng ta sẽ cùng xem chương trình của nó, chương trình viết ở bên trong nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu.